Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách gửi mail trên điện thoại. Để gửi mail trên điện thoại á thì bắt buộc điện thoại của bạn phải cài ứng dụng đó là Gmail. Nếu mà điện thoại của bạn á chưa cài ứng dụng Gmail thì đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android á thì các bạn chúng ta sẽ vào CH Play để chúng ta tìm tới ứng dụng Gmail và chúng ta tải về và cài đặt. Còn đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS thì các bạn chúng ta sẽ vào App Store để chúng ta tìm tới ứng dụng Gmail. Sau đó chúng ta tiến hành là tải và cài đặt. Rồi sau khi các bạn chúng ta đã tiến hành là tải cài đặt thành công ứng dụng Gmail á Bây giờ các bạn chúng ta sẽ vào Gmail này Sau đó các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản Gmail của bạn vào Rồi sau khi các bạn chúng ta đã đăng nhập tài khoản thành công á Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là gửi mail Để gửi mail á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào soạn thư Soạn thư á nằm ở phía dưới bên góc bên phải á các bạn chọn vào Rồi bây giờ nó sẽ xuất hiện giao diện thế này là soạn thư từ đây là địa chỉ Gmail của tôi Bây giờ tôi sẽ nhập địa chỉ Gmail của người nhận thư Ví dụ như ở đây là tôi sẽ nhập địa chỉ là khoa điện tin học aib a còng gmail.com đó đây là địa chỉ gmail của người nhận còn nếu mà các bạn chúng ta muốn gửi một lần á cho nhiều người thì mỗi địa chỉ gmail sẽ cách nhau bởi dấu phẩy giả sử như bây giờ á Tôi muốn gửi thêm cho một người nữa Thì ở đây tôi sẽ gõ là dấu phẩy này Sau đó tôi sẽ tiếp tục là Nhập địa chỉ Gmail của một người nữa Ví dụ như là Ngọc Cường K10 Đó Ở đây tôi sẽ gửi mail cho hai người này Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ nhập chủ đề Ví dụ như là Hình ảnh Đó Chủ đề của tôi là hình ảnh Còn các bạn chúng ta muốn nhập nội dung á Thì các bạn nhập ở đây nha nếu mà các bạn chúng ta muốn nhập thì các bạn nhập Còn không muốn nhập thì thôi nha Cũng được Rồi giả sử như ở đây Tôi ghi nội dung là gửi các hình ảnh đẹp Đó Rồi sau đó bây giờ tôi sẽ tiến hành là đính kèm các tập tin Ví dụ như là file Word, hình ảnh hay là file Excel Để đính kèm tập tin đó Thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là đính kèm tệp này Các bạn chọn vào nó có biểu tượng hình cái ống hút này, các bạn chọn vào Sau đó đến kèm tệp rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn tệp mà các bạn chúng ta muốn gửi. Giả sử như đây tôi tôi sẽ gửi cái file Word này, này tôi chọn vào nó. Thì các bạn thấy lúc này á, file Word á nó sẽ được đến kèm trong cái bức thư này. Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn một lần á có thể là gửi nhiều file thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này. Vào đến kèm tệp. Đó, chọn đến kèm tệp. Rồi giả sử như đây, tôi muốn làm một lần là gửi ba file này luôn. Thì bây giờ á, tôi sẽ nhấn giữ vào file mà tôi muốn gửi. Nhớ nha, nhấn khoảng là tầm 2 giây. Thì nó sẽ có dấu tích thế này. Tiếp theo tôi sẽ gửi cái file video này bằng cách là tôi sẽ nhấn giữ vào file video này. Đó. Nhớ nha, nhấn giữ tầm khoảng 2 giây, sau đó mới thả ra. Tiếp theo là cái file Word này, nhấn giữ nè. Đó. Như vậy là tôi đã chọn được 3 file. Sau đó tôi sẽ bấm vào mở nè thì các bạn thấy lúc này á ba file mà tôi chọn lúc nãy á nó đã được đính kèm vào trong đây rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là gửi file tôi bấm vào cái nút là gửi này đó nó có bị tượng hình tam giác chỉ có phải như thế này tôi chọn vào đó thì các bạn thấy này hiển thị thông báo là thư đã gửi rồi bây giờ tôi sẽ vào cái tài khoản gmail kia để tôi kiểm tra là bức thư của tôi đã gửi thành công hay chưa Rồi bây giờ á, tôi sẽ vào tài khoản Gmail kia để tôi kiểm tra thư. Thì các bạn thấy là lúc nãy á, tôi gửi có nội dung là hình ảnh này. Đó. Gồm có bốn nội dung này. Thì là bức thư đã tới. Chứng tỏ là tôi đã gửi thành công. Như vậy là trong video này tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách gửi mail trên điện thoại. Nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.